Tôi là một hoàng tử có vẻ ngoài lịch lãm, nhưng cuộc sống của tôi thật cô đơn. Cho đến một ngày, cô ấy tình cờ lạc vào vương quốc của tôi, khoác trên mình một chiếc áo choàng độc đáo để làm tôi thổn thức. Cô ấy truyền cho tôi hơi ấm trong đêm đông giá lạnh, làm cho tôi cảm nhận được cuộc sống này thật tuyệt vời. Nhờ cô ấy mà tôi đã thay đổi, và tôi chợt nhận ra chúng tôi thuộc về nhau. Đến FPT Shop mua Samsung Galaxy G7 Gram, trả gốc 0% hoặc tặng ngay sạc dự phòng Marco 7000 mAh, kèm bộ ốp lưng Giáng sinh cực cool